Vâng, một chiếc xe Ford của Mỹ hiện tại đang có tại salon, có địa chỉ tại 189 Phương Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Một mẫu xe Ford Mondeo sản xuất năm 2009. Chiếc xe trang bị khối động cơ là 2.3 anh chị nhé. Hộp số tự động 6 cấp. Xe rất đẹp luôn. Đăng kiểm rất dài từ tháng 2 năm 2021 và tên tư nhân biển số Hà Nội. Giá em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 295 triệu. Quý anh chị bạn quan tâm alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan cũng như kết nối Zalo luôn 0976081699 anh chị nhé. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết mẫu xe này cho quý anh chị các bạn để yên tâm chốt cọc hoặc đến trực tiếp tại salon ô tô để lái thử và cảm nhận chiếc xe. Xe thì mang tông màu đen, hoàn toàn là xe không lỗi, rất đẹp luôn. Giá thì gần 300 triệu đồng một chút, em có bao gồm phí rô sơ vận chuyển toàn quốc cho anh chị các bạn. Cái dòng Ford này thì anh chị biết rồi, đi rất là lành xe, rất lành xe. Và trang bị cái khối động cơ 2.3 anh chị nhá, 2.3, hộp số tự động 6 cấp. Đấy, một cái xe rất là đẹp luôn, form dáng đẹp, không lỗi thời. Kể cả đối với cái dòng Ford Mondeo 2.3, 2.4 cũng vậy. Cái form dáng của nó không hề có hiện tượng lỗi thời luôn. Những cái dòng này thì chạy ngang tầm với những cái dòng xe của Đức anh chị nhá. Đó, cực đẹp và được rất là nhiều người ưa chuộng cái mẫu xe này luôn. Đấy, một mẫu xe giá chưa đến 300 triệu đồng, một chiếc xe Ford của Mỹ 2.3 số tự động 6 cấp. Đấy, và đặc trưng ở cái dòng Ford Mondeo này là nó có một cái la răng. Đấy, có bộ la răng này, la răng đa cánh luôn này. Đó, nhìn là khá là khỏe anh chị nhá, khá là khỏe luôn. Và với cái bộ lốp của chiếc xe này còn khá là dày dặn, anh chị các bạn hoàn toàn phải sẵn sử dụng thôi, cũng không phải thay, cũng không phải làm gì bất kỳ cái hạng mục gì ở mẫu xe luôn anh chị ạ. Lốp nắp còn rất là dày luôn này. Đó, rất là dày nhá anh chị nhá. Đây. Đó, cái đặc trưng của cái dòng xe Ford Mondeo này, cái dàn cái lan của xe này còn rất là dày dặn này. Đấy. Đấy. La răng nguyên bản cho xe anh chị nhá. Cua lốp hoàn toàn là không một chút gì gọi là han mọt anh chị này. Đó, cua lốp rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái chắn bùn đi, nó bẩn tí thôi. Đây, sơn xi của xe này anh chị này. Đây là bụi nhá. Đấy, em để salon hơi bụi một chút này. Đó, sơn xi này rất là căng bóng nhá, xe hoàn toàn không nổi lõm, không đâm sâu gì. Tích hợp xi nhan báo rẽ. Đăng kiểm dài tháng 2 năm 2021 ạ. Đấy, bộ đèn này nguyên bản đều xe. Đèn gầm đây. Mặt ga lăng của xe còn rất là sáng anh chị nhá. Vâng, với cái mức giá là trên dưới 300 triệu đồng một chút thì anh chị các bạn sở hữu một cái dòng Ford thì cũng khá là hợp lý rồi. Đây, về cái phần hông xe đây anh chị này. Khá là đẹp phải không ạ? Với cái lối thiết kế hai bô này khá là thể thao. Đây anh chị nhìn này. Rất là thể thao luôn. Xe thì được trang bị đầy đủ màn hình cam nùi Ford Mondeo. Đó, xe không va chạm, không đâm xô, không ngập nước anh chị nhá. Hoàn toàn quý anh chị yên tâm, có thể dẫn thợ thuyền qua check test thoải mái đối với xe này để yên tâm sử dụng. Đây, gầm xe đây anh chị nhìn này. Đó, gầm bệ rất là đẹp nha anh chị nhá. Rất là sáng luôn. Không một chút gì gọi là chảy dầu nhớt gì. Đây, về cái phần nội thất của xe. Nội thất thì được thiết kế cái nội thất da nguyên bản theo xe anh chị nhá. Đó, nội thất da nguyên bản theo xe này. Với cái hàng ghế cuối cùng là không có người sử dụng tới, thế nên là cái hàng ở ghế sau thì nó nội thất nó rất là căng. Đó, nội thất rất là căng luôn. Cực đẹp cho mẫu xe Ford Mondeo 2009, giá 295 triệu. Và tất cả các màn hình của xe này, màn hình trước sau là hoạt động hoàn toàn bình thường anh chị nhá. Đó, hoạt động hoàn toàn bình thường và trang bị cửa sổ lốc này. Tất cả màn hình trước sau hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Anh chị các bạn nếu mà quan tâm đến cái mẫu xe này, không tiện qua xem xe, nếu quý anh chị các bạn xa ở khu vực phía Nam nhá, thì có thể kết nối Zalo số điện thoại của em luôn. Em sẽ gọi video cho anh chị các bạn và check tất cả những cái gì mà anh chị các bạn yêu cầu, cũng như là màn hình này hoặc là tất cả khoang máy hay gì đó.
Để quý anh chị các bạn yên tâm trước cổng anh chị nhá. Đây này, tất cả hệ thống keo chỉ của xe hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên. Đây anh chị nhá, hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên này. Khá đẹp luôn đấy ạ. Đó. Đây. Và với cái hàng ghế lái này thì nó được sử dụng nhiều hơn, thế nó cũ dần theo thời gian, cái này chúng ta không tránh được. Đó, ghế chỉnh điện này. Đấy, tất cả các hệ thống cũng như là ốc bàn đè của xe hoàn toàn là chưa hề có ấn tượng da anh chị nhá. Đấy, cửa sổ trời này. Trang bị khối động cơ là 2.3. Đấy, tất cả các phím bấm của xe còn rất là led này. Em sẽ thử tất cả các chi tiết hạng mục bên trong xe cho quý anh chị các bạn nhé. Đây ạ, em đang khởi động máy anh chị nhé. Em đang khởi mở máy và thử tất cả các hạng mục trong xe cho quý anh chị các bạn. Đây ạ, đó, xe đi chuẩn là 9.2 vạn. Đây, màn hình này, đây là màn hình trước anh chị nhé. Đấy, điều hòa của nó cực mát luôn. Đấy, em đang để cái mức độ ở ngoài Bắc bây giờ thời tiết đang lạnh anh chị nhé. Thời tiết đang lạnh em để cái mức độ này cũng hơi mát một chút thôi. Đó, lạnh, lạnh luôn chứ không phải hơi mát luôn. Đó, tất cả các kính của xe này lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Lát sẽ test cái phần này sau. Và đây anh chị nhìn này. Đấy, ba màn hình là hoạt động hoàn toàn bình thường anh chị nhá. Đó, màn hình theo xe. Đấy, màn hình trước này, màn hình sau này. Đó, quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm đến check test thoải mái luôn với cái mẫu xe này. Cho quý anh chị các bạn yên tâm để ở xa không tiện quan xem xe đấy ạ. Đó, rất đẹp cho một mẫu xe anh chị nhá. Đây, tất cả các hệ thống cửa lóc của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường này, chỉnh điện này. Đấy, em chỉnh bằng điện đây chị nhá. Này. Đó. Một chiếc xe hoàn toàn là nguyên bản theo xe, tối khí quanh xe, trang bị khối động cơ là 2.3 hộp số tự động 6 cấp đấy ạ. Đấy, cái dòng xe này quý anh chị các bạn, chị em phụ nữ này, chưa bác trung tuổi một chút là thanh niên đi cũng khá là thích hợp và ok luôn. Đấy, vô lăng đây chị này, thích hợp có phím bấm này. Vô lăng cực đẹp anh chị nhá. Đó, sản xuất năm 2009, đi chuẩn 9.2 vạn. Chúng mình mỗi năm đi vạn, gần vạn. Đó anh chị nhìn này, ba màn hình này, nguyên bản theo xe, rất đẹp. Đấy, cửa sổ lóc này, bằng chỉnh điện anh chị nhá. Hoàn toàn tất cả các chi tiết chức năng trên chiếc xe vận hành hoàn toàn bình thường và ổn định luôn, không lỗi gì. Quý anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm. Vâng, một mẫu xe không lỗi nhỏ. Đấy, đèn chế độ đèn auto này. Sau đây em sẽ cùng anh chị các bạn đi khám phá về cái hệ thống khoang máy của xe anh chị nhá. Đó, cái hệ thống khoang máy của chiếc xe Ford Mondeo đây anh chị nhìn này. Đây. Máy này, máy đồ rất là êm và em đang để điều hòa bên trong anh chị nhá. Đang để điều hòa bên trong cho anh thử test thử luôn anh chị ạ. Máy lò cực êm ái luôn, hoàn toàn xe không hề có ấn tượng cắn đụng, đâm đụng, đâm chạm ngập nước gì. Anh chị bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, anh chị này, tất cả các hệ thống phát xi của xe không hề có ấn tượng va và cục đèn hoàn toàn là nguyên bản cho xe. Đó, vâng, bỏ ra một cái tầm tiền hơn 300, một cái dưới 300 triệu đồng một chút mua một mẫu xe ưng ý nhá, không đâm sông tay lại ngập nước gì. Thực ra một mẫu xe này thì chỉ rất đáng để mua. Đó, Ford Mondeo của Mỹ. Dòng chạy khá là lành xe này. Chạy dòng Ford thì anh chị nào đam mê cái dòng Ford hoặc là đang chạy dòng Ford anh chị biết rồi. Chạy dòng Ford cực thích luôn. Đấy, keo chỉ cabo này. Hệ thống cabo này, cabo hoàn toàn là cabo nguyên nhá. Đấy, quý anh chị các bạn đang quan tâm đến cái dòng xe Ford Mondeo này, alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081699. Đến xem xe trực tiếp tại Salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Nghiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Rất cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã luôn đồng hành. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.